Hết rồi, anh xóa rồi. Hai anh em đi đánh thế này mà hôm nay không được nữa thì thôi. Vân Anh. Xi như này trộn mồi nó còn ít thính nền quá. Chắc nó còn chỉ khoảng 2 bát. 2 3 bát nên nó bỏ vào nó khoáng. Ít thế đấy à? Anh nói anh câu gần hết rồi, chỉ thấy ngủ rồi. Anh ngủ cái mới được 2 hôm rồi. Hôm nay anh chả đi nữa, bao giờ ngủ đủ ngày anh mới đi, 15 ngày anh mới đi. Tại vừa rồi đi câu nhiều quá. Bỏ bê cửa hàng. Em thả thính, mới thả thính xong xốp lên ít thế. Vừa thả đấy nha. Anh đi ra anh xem thằng sĩ. Bảo nó câu trong này nên ra mẹ kia nó câu. Ngồi luôn ở đây à? Đấy, quá tầm đấy thôi. Này buộc ấy, có buộc ấy đâu. Làm cái gì đây? Cắt đi. Cắt đi làm gì? Có phao đâu. Sao lại không có phao? Em không mang được phao đi à? Có phao nhưng mà không buộc cái chặt cái phao gì. Bây giờ để nút chặn vào gì? Vâng. Không có cái này để cài phao ấy. Em toàn mua các loại đồ quái quăm đi mẹ. Trường này to, không quen. Bây giờ anh tưởng cái da cần xong rồi. Chống cần đâu? Không có chống cần à? Chỗ này dòng cẩn thận vào gốc cây đây này. Đấy em đang nhìn sợ mỗi gốc cây. Nó vào gần thì kéo nó ra không sợ đâu. Nó đánh đây cũng được. Đoạn chuẩn bị của ông em. Quá to quá. Quá vừa vừa này. Quá nhìn con cá nó nhìn nó đái mẹ ra quần. Buộc kiểu gì đấy. Rồi. Ôi. Con kia đã được con đéo nào đâu. Đấy. Con kia chưa được con nào rồi. Hai. Con bên cạnh này. Sao được 5 con rồi? Anh thấy vợt cứ trồng kèo này khô cong. Thấy đu cái đéo đâu. Coi bây giờ cho Vân Anh thả trước nha. Vân Anh thả rồi gì? Vân Anh đã thả trước rồi. Bây giờ hai thằng nào là xem thằng nào lên cá trước. À. Thằng nào lên cá trước mới là giỏi. Thằng lên cá trước là thằng đấy mồi ngon hơn thế thôi. Mày buộc cái kiểu đéo gì. Đấy chưa? Mày rút ra đi đưa anh buộc lại. Kéo chồng cứ bo mẹ. Đây, đây. Đang quay giờ này. Anh buộc em mới được cá, buộc cái kiểu em gì buộc em được cá, nhìn nó xấu mà nhìn nó bẩn bẩn thế nào. À, sau em buộc em lồng xuyên qua đây nhá, vắt đây lên đây cái này, cho ở đây mấy vòng, 1 2 3 4 5 cho đến 6 vòng là căng lắm rồi, xiết ngược nó vắt lên đây đúng không,
À. Thế thôi, bây giờ cứ thế nó rút. Chuẩn chưa? Đấy. Thế thôi, nhìn gọn đéo cần cuốn lút, cắt mẹ cái này đi lấy bật lửa thôi. Không mà tụt của em. Tụt chứ đéo. Em có cá mười mấy cân ở hồ này nó mới tụt ra. Đấy. Này tuột làm sao được. Có khi cuốn nút mà. Mắt. Sao còn chưa ra cần. Mình còn thời gian mà. Đồ đạc đang hoang. Hồ đây nó chỉ sâu khoảng tầm mét rưỡi thôi. Lên lên xây linh luôn. Thế này thôi nhé. Xem nào. Đâu Này tất thôi cả này của thôi. em có những cái nào? Chơi cái Ôi. này Ôi đừng đánh cái này. đây cái này cái này. Toàn lưỡi như cứt thì trông tráng cái đeo nó ra hồn. Thôi đánh cái này. Hả? Cái này cũng cùn. Cái này mà buộc đéo dây linh đâu. Thôi đánh cái vàng này đi. Vàng này á. Đây này. Cái này thì to quá mà dỉ ngoan dỉ ngoẹt hơn rồi. Để trong này nó tự có gì. Lúc về em phải mở ra để cho nó khô đi đã. Mà không có không có rũa có riêng gì à? Kiểm tra xem có cái lưỡi nào bị oái yếc thì không, Đồ cùn này kiếc mới thì tinh không, hết. mới thì mà chỉ ngoan chỉ ngoẹt thôi. Chưa sử dụng. Em đóng hộp này là nó bị hấp hơi, về phải mở ra Xin nhìn không thấy đây. xin cái gì, Hạt chặn. À, hạt chặn. xin Chống đập. không cần xiên. Đồ cái đồ buộc của em nhìn bựa quá, không cho anh cho mấy cái dây kia ra. Đâu rồi? Đứt hết. À, mất ở cái lưỡi kia mất. Xấu quá. Đi mà anh buộc quá nhiều lần mà buộc vẫn nhìn gớm quá. Này, con cá chép nó nhìn thấy phát nó chạy đái mẹ ra quần. Đừng chớ, đừng nói thế. Đưa đây anh căn nhá. Đưa đây anh căn ổ nhá. Anh em nhìn sĩ chùa láng ra cần đây mà học hỏi này à. Vụt đầm 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 đầm. Từ đây anh ra cho nó nhanh xong anh thả thính xong anh đi về nào. Đây. Hạ xuống pha xuống đi nữa. Đây. Đây. Cộng đồ mẹ máy khác. Quay mặt vào máy. Khẩu trang à? Ngật lưỡi rồi. Chín phút rồi.
cây cau lùn béo béo ấy. Đâu? Ở cây kia béo nhất kia gì? Sao mình đánh gần thế anh? Thế thôi, hồ này đánh thế thôi, đừng đánh xa. Tầm này là xa rồi. Yeah. Anh mang cái cần kia ra đánh, cho nhẹ. Cho nó sao lên tí nữa. Gần nữa. Không cần đánh xa quá rồi. Xong rồi lúc anh sẽ... Thôi đó mà quay rồi em nắm thính đi. Tắt thính nhá. Nắm thính đi. Nắm thính đi.